Thân chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cô Trần Phương Loan, giáo viên tiếng Hàn Quốc tại Trung tâm tiếng Hàn Quốc thành Phúc Uy sẽ đồng hành với các bạn tìm hiểu về cách ghép từ có hai chữ phụ âm với nguyên âm và cách đọc từ có hai chữ. Và chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Như hôm trước cô đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Khi phụ âm đứng một mình thì không có chữ thiên, nhưng nguyên âm thì được tạo bởi thiên, địa, nhân. Vậy khi chúng ta nhìn thấy có chữ thiên thì chúng ta biết à đây là nguyên âm. Đấy, tiêu chí để chúng ta phân biệt phụ âm và nguyên âm là gì các bạn? Phụ âm không có chữ thiên, nhưng nguyên âm thì lại có chữ thiên. Được chưa? Kết hợp giữa phụ âm với nguyên âm thì tạo thành từ có nghĩa và cách đọc từ. Khi nguyên âm đứng một mình thì bao giờ cũng có chữ thiên, chữ o thì biểu thị cho chữ thiên ở bên cạnh hoặc bên trên. Nhưng khi phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên hay chữ o đó. Và khi đó chữ thiên sẽ bị mất đi hoặc gì? Thiên là trời đúng không? Thiên sẽ về trời. Các bạn đã hiểu chưa? Phụ âm thì không có gì chữ thiên, nhưng khi nguyên âm thì lại có chữ thiên. Vậy khi phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên và chữ thiên sẽ gì? Biến mất hoặc gì? Thiên thì phải về trời, đúng không? Thiên sẽ về trời. Đấy, ví dụ cách ghép phụ âm cộng nguyên âm tạo thành từ hoặc phụ âm cộng nguyên âm cộng phụ âm tạo thành từ hoặc phụ âm cộng nguyên âm cộng phụ âm tạo thành từ. Được chưa? Các bạn có chữ cờ, các bạn nhìn thấy chưa? Cờ cộng với A thì tạo thành ca. Vậy thì nguyên âm A khi đứng một mình thì có thiên, địa và nhân. Vậy thì khi phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm cờ sẽ đứng vào vị trí của chữ gì? Chữ thiên. Và chữ thiên sẽ biến mất thì cờ chúng ta cộng với A chúng ta thành gì các bạn? Ca, đúng không? Cờ cộng với ô thì thành gì? Cổ. Cờ cộng với oa thì thành gì các bạn? Quà. Được chưa? Cờ cộng với o thành cò, cờ cộng với u thành củ, cờ cộng với que thành que. Các bạn đã hình dung ra chưa? Đấy, đây là chữ thiên này các bạn. Khi phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ gì? Chữ thiên và chữ thiên sẽ mất đi thì cờ chúng ta cộng với a thành ca. Cờ cộng ô thành cô. Các bạn nhìn thấy chữ cờ nó sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên chưa? Cờ cộng oa thành gì? Qua. Cờ cộng o thành gì? Cò. Cờ cộng u thành gì các bạn? Cù. Cờ cộng e thành què. Các bạn đọc ca, cổ, qua, cò, u, què. Ca, cổ, qua, cò, u, què. Đấy, các bạn phân biệt được chưa? Nhớ nhá, nguyên âm được tạo bởi thiên, địa, nhân. Khi phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên và chữ thiên sẽ mất đi, được chưa? Đấy. Thế nên bắt buộc các em phải thuộc chữ cái cho cô. Đấy. Đấy. Phải thuộc chữ cái. Đấy. Nếu mà bây giờ các bạn thuộc chữ cái là các bạn nhìn thấy từ có hai chữ các bạn biết đọc rồi, đúng không? Tương tự khi phụ âm cộng nguyên âm cộng phụ âm tạo thành từ. Ví dụ bờ cộng a cộng tờ thì bờ sẽ đứng vào vị trí của chữ gì các bạn? Chữ thiên. Thành bờ a ba và chữ tờ. Chữ tờ là chữ thứ ba thì sẽ đứng hàng thứ hai đúng không? Hàng trên thì sẽ gồm có phụ âm cộng với nguyên âm. Cũng có thể là có một nguyên âm đứng ở trên cũng được. Chị ạ. Thế bờ cộng a cộng tờ thì thành gì? Bát. Bờ á bát. Được chưa? Chắc ghép vào thôi. M cộng y cộng mập bờ. M cộng y thành mấy mi. Cộng với bờ thì gì đây? Mấy mít. Mít. Các bạn cứ nhớ nhé. Khi mà trong trong một từ nếu mà chỉ có phụ âm với nguyên âm thì nó sẽ đứng ở hàng trên đấy, hàng một, nhưng khi có thêm một phụ âm nữa thì cái phụ âm thứ ba sẽ đứng ở hàng thứ hai, và nếu mà từ mà có thêm một phụ âm thứ tư nữa thì phụ âm thứ tư sẽ đứng ở hàng thứ hai nữa. Các bạn hiểu không? Hàng trên thì chỉ có phụ âm cộng với một nguyên âm hoặc một nguyên âm, cũng có khi là một nguyên âm, được chưa? Đúng. Vậy thì cô sẽ có chờ cộng u thành gì các bạn? Chờ cộng u thành gì các bạn?
Chú cũng thành chù, chờ cậu u thành chù thì chữ chờ sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên thì chữ, được chưa? Thì chờ u chu pơ cộng io thành gì? Pio, pio. Tơ cộng quê cộng niên thành gì? Tơ sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên, chúng ta sẽ thành chữ tuyền, là tuê cộng với n thành tuyền. Đó. Đúng. Tương tự trường hợp từ tư, được chưa? Là từ lại có bốn chữ. Đó. Phụ âm, nguyên âm, phụ âm, phụ âm. Đúng. Các bạn có chữ m cộng a cộng niên cộng hờ thành chữ m an man. Đó. Bạn thì man. Đúng. N cộng o cộng r cộng b thành non. Đó. Phụ âm, nguyên âm, phụ âm, phụ âm. Đấy đó. Từ này từ có bốn chữ thì bao giờ cũng vậy, hàng một là gì? Một phụ âm và một nguyên âm, còn phụ âm thứ ba và phụ âm thứ tư thì sẽ đứng hàng hai. Các bạn nhìn thấy chưa? Cách viết là gì? Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, được chưa? Bao giờ các em cũng viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, được chưa? Đấy, và chữ này chờ a là bậc chào chào, đúng không? Đấy, đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì đây là một cái gì đấy? Phụ âm gì các bạn? Phụ âm kép, đúng không? Thì sẽ cộng với a. Còn phụ âm kép cộng với a là đứng hàng trên. Còn chữ r với chữ b là chữ thứ ba và chữ tư thì sẽ đứng hàng dưới, đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn sẽ đọc là chàng, chàng, man, lòn, chàng. Được chưa? Bạn đọc lại theo cô nhé. Ca, cổ, quả, co, cu, què, bát, mít, đó. Chu, phiêu, tuyền, đó. Man, nòi, chẳng, đó. Khó không? Cố gắng nhá. Thuộc nguyên âm phụ âm. Đây, chúng ta sẽ luyện tập. Đấy. Các bạn sẽ có một phụ âm đơn cộng một nguyên âm. Đấy đó. Cờ cộng A thì sẽ bằng K, đúng không? Chữ cờ sẽ đứng vào vị trí của chữ A. Cờ cộng A thành K. Khi phụ âm ghép với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên. Chữ thiên mất đi hoặc bay về trời. Đó. Cô có cờ cộng A thành K. Cờ cộng IA thành KIA. Cờ cộng O thành CO. Được chưa? Và chúng ta làm bài tập nhé. Cờ cộng với A thành K. Vậy cờ cộng A thành K. Vậy tôi có N cộng A thì thành gì các bạn? Và T cộng A thành R cộng A, được không? M cộng A. Đấy, đây, tương tự, B cộng với O thành gì? Bồ. Và S cộng O thì thành gì? Chờ cộng O thành gì? Thờ cộng O bằng gì? Hờ cộng O bằng gì? Các bạn thử làm đi. Những bài đầu chúng ta phải học chậm chậm và thứ hai là phải thuộc thật chắc, cái nền móng ban đầu phải chắc thì những cái phía sau dần dần nó khó hơn thì chúng ta mới gì hiểu được, chứ ban đầu mà chúng ta lơ mơ thì về sau khó em ạ, cố gắng nhé. Nào. Vậy cô có N cộng cờ cộng A thành K, vậy N N cộng A thành gì vậy em? Mà T cộng A thành gì? Tà. R cộng A thành gì? Và M cộng A thành gì? Được chưa? Các bạn đọc cùng cô. Ka na ta ra ma. Đó. Ka na ta ra ma. Và B cộng O thành gì? Bô. Vậy S cộng O thì bằng gì các bạn? Sổ. Chờ cộng ô bằng gì? Chồ. Thờ cộng ô bằng gì? Thồ. Hờ cộng ô bằng gì? Hồ. Chúng ta đọc bồ, sổ, chồ, thồ, hồ. Bồ, sổ, chồ, thồ, hồ. Bồ, sổ, chồ, thồ, hồ. Ca, na, ta, ra, ma. Được chưa?
phụ âm cộng với nguyên âm, thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên và chữ thiên sẽ mất đi. Nguyên âm thì được tạo bởi thiên địa nhân. Đó. Khi đứng một mình thì luôn luôn có thiên, nhưng khi phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên và chữ thiên sẽ mất đi. Được chưa? Tiếp tục nhé. Hãy ghép phụ âm cộng nguyên âm tạo thành từ. Yeah. Khờ cộng A thành kha. Đúng không các bạn? Đấy. Chữ khờ sẽ đứng vào vị trí của chữ. Thờ cộng A thành gì các bạn? Bờ cộng A, chờ cộng A, từ cộng A. Yeah. Khờ cộng O, thờ cộng O, bờ cộng O, chờ cộng O, tờ cộng O. Bạn làm luôn phụ chữ. Tiếp ạ. Nào. Thờ cộng A thành gì? Thà. Bờ cộng A bằng gì? Bà. Chờ cộng A thành gì? Chà. Từ cộng A bằng gì? Ta. Được chưa? Kha, tha, pa, cha, ta. Được chưa? Kha, tha, pa, cha, ta. Khờ có ô thành khô. Thờ có ô bằng gì các bạn? Thổ. Pa cũng ô. Pù. Cha cũng ô. Chổ. Ta cũng ô. Tổ. Khô, thổ, pù, chổ, tổ. Khổ, thổ, bổ, trổ, tổ. Được chưa? Khả, tha, pa, cha, ta. Khổ, thổ, bổ, trổ, tổ. Khả, tha, pa, cha, ta. Khổ, thổ, bổ, trổ, tổ. Các bạn luyện đọc nhiều nhé. Lát tôi cho các bạn nghe. Tiếp theo nha. Đấy các bạn, bây giờ là nhiệm vụ của các bạn này. Hãy tạo và viết âm tiết từ phụ âm với nguyên âm gì đây. Ví dụ cô có cờ, cô cộng với A thành gì? Ca. Được không? Cờ cộng ia, kia. Cờ cộng o, co. Kia, cô. Kio, cu. Kiu, cư, kỳ. Yeah. Và đây n cộng A thành na, nia. No, nio, no, nio, nu, niu, nư, ni. Yeah. Ta cộng ô thành gì đấy? Tổ. Yeah. Khờ cộng ô đây thành gì? Khổ. Thờ cộng ô thành thổ. Và đây là nhiệm vụ của các bạn phải viết. Nếu học viên bên cô là cô sẽ in cái này xong, các bạn ngồi các bạn viết cho quen tay. Và có một cái quyển vở tập viết nữa khi các bạn mới học. Các bạn đã hiểu chưa? Đây phụ âm cờ cộng nguyên âm A. Cờ cộng A. Ca, kia, co, kio, cô, kio, cu, kiu, cư, kỳ. Na, nia, no, nio, no, nio, nu, niu, nư, ni. Được chưa? Còn chữ này là yên này. Chữ này là chữ ngờ. Sau chữ buổi sau chúng ta sẽ học. Từ cộng A, ta, tia, to, tio, tô, tio, tu, tu, tiu, tư, tỷ. Được chưa? Các bạn đi viết xong các bạn lại đọc cho cô. Các bạn cũng kẻ bản này, các bạn viết nhé. Ghép cho quen. Và đây là phụ âm ghép cộng với nguyên âm. Được không? Từ cộng A thành gì các bạn? Ka, kia, ko, kio, ko, kio, ku, kiu. Đúng không? Từ cộng A thành gì các bạn? Ta. Ta có i a. Ti, tia. Được to. Tio. To. Đây là tận o to. Tio. Tổ. Tio. Tu. Tiu. Tiêu, tư,
tì, yeah. Tà, tia, to, tio, tổ, tiểu, tù, tiểu, từ, tì. Các bạn lại viết hết cho cô nhé. Dạ. Tương tự cô có cờ cộng A thành ca, cờ cộng Y thành kỳ, cờ cộng U thành củ. Ca, kỳ, cu, kê, cô, ke, co, kê, cư, khỉ. Đúng không? Đặc biệt là cờ cộng Y thì mình ok. N cộng Y thành nì, T cộng U thành tù, R cộng E thành rê, M cộng U thành mô, B cộng E thành bè, S cộng O thành gì? Sọ. Chờ cộng y chia, chờ cộng ư trừ, thờ cộng y khe, thờ cộng ư thư, pờ cộng y pê, thờ cộng o ho, cơ cộng e ke, tờ cộng o tô, pờ cộng e pê, sờ cộng u su, chờ cộng y thành chi. Đấy, các bạn viết hết cho cô. Ví dụ n cộng a thành na ni nu ne no ne no nie nu nie yeah. Đấy. Tương tự các bạn lại viết ta ti tu te to te to tie tư tie yeah. Đây cái bài tập yeah. Cô cho đây là phụ âm đấy. Còn đây là nguyên âm. Đây phụ âm nguyên âm. Vậy thì các bạn lại ghép vào. Các mình giống mà mình mới học thì mình phải viết nhiều đó. Thì tức là để cho mình viết cho quen tay và não bộ mình nó cũng ghi nhớ. Thì chưa các bạn. Các bạn sẽ đánh vần và đọc những cái từ sau được không? Cái này là gì các bạn? Cô phải làm này để cô kiểm tra học viên rồi cô. Sau cô chỉ chiếu hình lên thôi. Và các bạn ấy phải để nhìn hình nhé. Các bạn đọc từ cho cô. Thì đây đây là gì đây? Đây là gì? Cờ cộng A thành gì? Ca, sờ cộng U thành gì? Su. Thì các bạn sẽ đọc là gì? Đó. Ca su. Đó. Ca su. Ca su là ca sĩ. Đây là gì? Em bé đúng không? A kỳ. Đúng không? Cờ cộng Y. A kỳ. N cộng với E thành nê. M cộng O thành gì? Mô. Nê mô. Các bạn nhìn chưa? Nê mô. Nê mô. Đó. T cộng A, ta, R cộng Y này, này. Ri, đây là ta ri, ta ri là cái chân hoặc là cây cầu. Ta ri, rồi. So ri, mô cha, a chi, sa cha, xe u, chi u kè, chi ma, khổ, tha chỗ, pô tổ, hô su. Yeah. Các bạn đọc nha. Ca su Aki Nemo Tari Sori Mocha Abochi Sacha Seu Chiuke Chima Kho Tacho Poto Hosu. Yeah. Cho các bạn nghe nhé. Ngữ 익히기 두 번째. 자음 1. 연습 1번. 다음을 읽으십시오. 1. 가수 가수 2. 아기 아기 3. 3. 네모. 네모. 4. 4. 다리. 다리. 5.
오 소리 소리 육 육 모자 모자 칠 칠 아버지 아버지 팔 팔 사자 사자 구 구 새우 새우 십 십 지우개 지우개 십일 십일 치마 치마 십이 십이 코 코 십삼 십삼 타조 타조 십사 십사 포도 포도 십오 십오 호수 호수 Đấy, các bạn đọc thêm như vậy. Đọc lại nhé. Daum 1 연습 1번 다음을 읽으십시오. 1 가수 2 아기 3 네모 4 다리 5 소리 6 모자 7 아버지 8 사자 9 새우 10 지우개 11 치마 12 코 13 타조 14 포도 15 호수 가수, 아기, 네모, 다리, 소리, 모자, 아버지, 사자, 새우, 지우개, 치마, 호, 타조, 포도, 호수. Các bạn luyện nhiều nhé. không biết các bạn đã biết về cái bảng lương của Hàn Quốc chưa? Tiền lương này, lương, tiền lương theo gì đây các bạn? Đó, cái lương theo giờ. Và đây là lương theo ngày, ngày, ngày lương các bạn làm 8 tiếng. Đó, và đây là lương theo tuần. Và đây là lương theo tháng. Một tháng các bạn sẽ nhận được cái số tiền này. Tức là một tuần các bạn làm 5 ngày, một ngày các bạn làm 8 tiếng. Từ thứ hai đến thứ sáu thì đây là cái mức lương cơ bản. Còn nếu các bạn làm tăng ca thì nó sẽ là một gấp rưỡi. Còn nếu mà các bạn làm tăng ca đêm từ 10 giờ đêm hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau thì lương sẽ gấp đôi. Đây là một tiếng nhé, cô tính một tiếng làm việc của các bạn đó. Các bạn tham khảo thì mình có động lực mình cố gắng. Ở Hàn Quốc cứ mỗi năm thì sẽ tăng lương một lần. Cái mức lương 2022 các bạn nhận được. Để chưa tính làm thêm thì các bạn làm thêm thì nó sẽ khác. Và đây là hình ảnh lớp học của trung tâm của các bạn ấy là máy tính. Các bạn thi thì các bạn phải thi trên máy tính. Thế nên là khi các bạn học 4 tháng thì sẽ 2 tháng rưỡi là các bạn học giáo trình cơ bản. Còn 1 tháng rưỡi thì các bạn sẽ luyện hơn 100 cái đề và để trên giấy và sau đó các bạn sẽ được thực hành trên máy tính với cái trang web độc quyền của trung tâm cô. Và bây giờ các bạn nhé, Tamil Inclusive sẽ đọc những từ sau. Đã. Ka ta ma sa pa na la cha cha kha tha pa cho ho tho po. Yeah. 2번 다음을 읽으십시오. 1. 가 다 마 사 2. 바 나 라 자 3. 차 카 타 파 사 초 코 토 포 các bạn và loa cùng
đọc nữa. 2번 다음을 읽으십시오. 1. 가, 다, 마, 사. 2. 바, 나, 라, 자. 3. 차, 카, 타, 파. 4. 초, 코, 토. 포. 2번 다음을 읽으십시오. 1. 가, 다, 마, 사. 2. 바, 나, 라, 자. 3. 차, 카, 타. 파, 사, 초, 코, 토, 포. Ok. Đấy là phần 2. Còn phần 3 là ta mân tứt cổ, mắt nân có sơn, cô rư xích xỉu. Các em hãy nghe và chọn cái từ mà các bạn nghe được. Đó. Ví dụ, 1 thì cô có lô re và mô re. 2 cô có sai ô và chai ô. 3 là seu, meu, 4 là poto, poto, kicha, kicha, tori, kori, kho, ko, taio, taio, hori, mori, hori, nore, more, saio, chaio, seu, meu, poto, poto, kicha, kicha, tori, kori, kho, ko, taio, taio, mori, hori. Yeah. Bây giờ các bạn tự thử nghe xem các bạn chọn được từ gì nhé. 3번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 노래 노래 2. Yeah. 2 là gì? 노래 đúng không? Bài hát 2 nào. 자요 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 3. 새우 3 là gì? 새우 con tôm 4. 포도 포도 là gì các bạn? 포도 5. 기자 2번 6. 다음을 고리 기자 đúng không? 기자 đúng không? 기자 đúng không? 6. 6 là 6. 고리 고리 2번 다음을 고리 고리 là móc treo 이제 7. 코 코 코 mũi 8. 타요 9. 타요 타요 lên xe 9. 9. 허리 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 이제 bạn nghe lại một lần nữa nhé. 3번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 노래 노래 2. 자요 자요 3. 3. 새우 새우 4. 4. 포도 포도 5. 기자 기자 6. 고리 고리 7. 7. 코 코 8. 8. 타요 타요 9. 9. 허리 허리 3번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 노래 노래 2. 2. 자요 자요 3. 3. 새우 새우 4. 4. 포도 포도 5. 기자 기자 6. 6. 고리 고리 7. 7. 코 코 8. 8. 타요 타요 9. 9. 허리 허리 자. 3번 tâm을 읽으십시오. 아, tâm을 읽으십시오. 다음은 sau.
hãy đọc cái xong. Kachi, oke, kuiturami, puri, achosi, chike, kachi, oke, kuiturami, puri, achosi, chike. Daeum I. Yeonseup. 1번. 다음을 읽으십시오. 1. 까치. 까치. 2. 2. 어깨. 어깨. 3. 귀뚜라미. 3. 귀뚜라미. 4. 4. 뿌리. 뿌리. 5. 5. 아저씨. 아저씨. 6. 6. 찌개. 찌개. 다음 2. 연습. 1번. 다음을 읽으십시오. 1. 까치. 2. 어깨. 3. 귀뚜라미. 4. 뿌리. 5. 아저씨. 6. 찌개. 다음 2. 연습. 1번. 다음을 읽으십시오. 1. 까치. 2. 어깨. 3. 귀뚜라미. 4. 뿌리. 5. 아저씨. 6. 찌개. 찌개. Bây giờ các bạn nghe, đọc những từ sau và các bạn nghe những cái từ phía sau và chúng ta đọc theo nha. 2번. 다음을 읽으십시오. 1. 1. 까. 까. 따. 따. 빠. 빠. 싸. 싸. 짜. 짜. 2. 2. 고. 고. 또. 또. 뽀. 뽀. 쏘. 쏘. 쪼. 조. 삼. 삼. 구. 구. 두. 두. 부. 부. 수. 수. 주. 주. 사. 사. 끼. 끼. 띠. 띠. 삐. 삐. 시. 시. 지. 지. 2번. 다음을 읽으십시오. 1. 까. 따. 빠. 싸, 짜, 이, 고, 도, 보, 소, 조, 삼, 구, 두, 부, 수, 주, 사, 끼, 띠, 띠, 시, 지. 2번. Cô và các bạn cùng đọc theo loa để cảm nhận được cái sự khác biệt. Il ka 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 i i ta 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 sam sam pa 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 sa sa cha 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 o o sa sa
사사3번다음을읽으십시오11가카까2다타따3바파빠사자차자오사사3번다음을읽으십시오1가카까2다타따3바파빠사자차짜오사사3번các bạn mà thi xuất khẩu lao động hiện nay thì các bạn phải học cuốn này. Cuốn này thì cô làm cùng với cuốn bài tập này. Và đây là cuốn từ vựng và ngữ pháp đi theo cuốn này. Và đây là cuốn từ đồng nghĩa trái nghĩa thì các bạn cũng khi thi các bạn có từ đồng nghĩa trái nghĩa và từ có quan hệ thì đây cô ghép vào một quyển riêng. Và đây là những cái quyển luyện đề. Và đây là sách dành cho các bạn. Các bạn là CBT nhé, ta đi Hàn Quốc về một lần rồi thì cũng phải cần học hết những cuốn này và ngoài ra phải học thêm 200 câu chuyên ngành, có 8 chuyên ngành nữa đây. Chào mừng từ rừng, Suko Malasnida, Ibon Siame, Hakip Hasiki Paramida, Đại Tân Hi Cảm Sa Tư Đường Nida. Các bạn cũng đã hướng dẫn xong các bạn cái phần gì ghép từ có hai chữ phụ âm cộng với nguyên âm thì phụ âm sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên của nguyên âm và chữ thiên sẽ mất đi, được chưa? Cờ cộng a thành ca thì chữ cờ sẽ đứng vào vị trí của chữ thiên và chữ a thì sẽ thành chữ thiên mất đi thì chúng ta sẽ đọc lại chữ ca, được chưa? Thế nên các bạn là về nhà các bạn phải chịu khó học thuộc, trước tiên là các bạn phải thuộc, đúng không? Thuộc nguyên âm, thuộc phụ âm, được chưa? Có 19 phụ âm và gì? Bao nhiêu nguyên âm các bạn? 21 nguyên âm, đúng không? 10 nguyên âm đơn và 11 nguyên âm ghép, các bạn phải học thuộc thì các bạn mới ghép được. Như hôm nay xong cái buổi hôm nay là các bạn đọc được từ có hai chữ rồi đấy. Cứ nhìn từ có hai chữ là các bạn đọc được rồi đấy. Chào các bạn nha, cố gắng nha. Thật cố gắng. Ngay từ bước ban đầu mình phải thật cố gắng. Chào các bạn nha, hẹn gặp ở Hàn Quốc nha.